Mẹ ơi, sau này ý, khi bố với cả mẹ kết hôn xong, nhất định cả gia đình mình sẽ phải có một chuyến đi du lịch nhá. Vừa là để tuần trăng mật cho bố mẹ này, vừa là để cả gia đình mình sẽ có một khoảng thời gian thật sự ở bên cạnh nhau. Mẹ đồng ý với cả con nhá. Dẹp bỏ hết tất cả các công việc ở bếp đi, bố cũng thế, con sẽ bắt bố phải nghỉ làm. Cả gia đình mình chỉ có đi chơi với cả đi chơi thôi. Mẹ đồng ý với con nhá. Được rồi, mẹ hứa. Yêu mẹ dung của con nhất trên đời luôn đấy. Tôi đi xuống ăn sáng đi, không muộn. Vâng ạ. Em mới sang à? Mẹ con em nói chuyện to quá, làm anh thức giấc sớm ạ. Bố con anh tự lo được, làm em vất vả quá. Bố, sao tự nhiên hôm nay bố lại khách sáo với cả mẹ thế? Cả gia đình mình đi ăn sáng với nhau chẳng phải là tuyệt vời hơn sao? Con bé này, con nói đúng đấy ạ. Em làm mấy việc này thì có gì là vất vả đâu ạ. Thôi hai bố con nhanh rồi xuống ăn sáng đi ạ. Bố này, rõ ràng là thích mà cứ chối đây đẩy là sao nhở? Con nói cho bố biết nhá, ngoài mẹ Dung ra không có ai hoàn hảo hơn đâu. Thank you.